Quỳnh Anh xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Tâm điểm chất lượng và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Đề án 996 góp phần đưa sản phẩm Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế. Bão số 9 đặc biệt mạnh, Thủ tướng họp khẩn với các địa phương. Kiểm toán điểm danh hàng loạt ngân hàng vượt trần tín dụng. Xem xét việc thay đổi thẩm quyền đào tạo cấp giấy phép lái xe. Sáng ngày 26 tháng 10, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19, dịch bệnh trên thế giới vẫn phức tạp. Thưa quý vị, không chỉ hướng đến mục tiêu phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế, đề án 996 còn được Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ vọng sẽ góp phần đem lại một năng lực cạnh tranh mới cho doanh nghiệp với những sản phẩm đạt những tiêu chí mà thị trường quốc tế chấp nhận. Để việc thực hiện đề án 996 được thuận lợi, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định phê duyệt danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, và quyết định ban hành tiêu chuẩn quốc gia về phòng thí nghiệm, đo lường tiêu chí đánh giá năng lực đo lường. Trong đó, bộ tiêu chí quốc gia nói trên là điểm nhấn quan trọng trong quá trình triển khai đề án 996. Bởi Việt Nam có gần 13.000 tiêu chuẩn quốc gia, tuy nhiên tiêu chuẩn trong lĩnh vực đo lường lại rất hạn chế. Bộ tiêu chí đánh giá trong lĩnh vực đo lường này có thể nói là bộ tiêu chuẩn đầu tiên đi sâu vào vấn đề thử nghiệm, với việc đưa ra các tiêu chí hướng dẫn, đánh giá về cơ sở hạ tầng, phòng thí nghiệm, năng lực của các chuyên gia. Bộ tiêu chí có thể góp phần nâng cao năng lực các chuyên gia kỹ thuật, khả năng đánh giá, hoàn thiện cơ sở hạ tầng để minh bạch hóa và tăng thêm tính tin cậy các kết quả đo lường và thử nghiệm. Thưa quý vị, lần đầu tiên có một cơn bão chưa vào Biển Đông, nhưng đã được phát cảnh báo với cường độ cấp 12-13 và vùng ảnh hưởng có thể kéo dài cả ba miền Bắc, Trung và Nam. Với cường độ bão số 9 mạnh tương đương với cơn bão Damrey năm 2017, rủi ro thiên tai cấp độ 4 có thể xảy ra. Sáng ngày 26 tháng 10, trước tình hình bão khẩn cấp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã điều hành cuộc họp trực tuyến với các địa phương để ứng phó bão. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Tại cuộc họp, ông Mai Văn Phiên, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đây là cơn bão đặc biệt. Trên biển, bão số 9 có thể khiến sóng cao từ 8 đến 10 mét, khu vực ven biển các tỉnh Trung Bộ cao từ 5 đến 7 mét. Trọng tâm là khu vực Đà Nẵng đến Phú Yên, còn ven biển từ Quảng Nam đến Bình Định, dự báo có nước biển dâng cao đến 1 mét. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 10, bão số 9 sẽ gây ra một đợt mưa to đến rất to ở các tỉnh Trung Bộ. Sau đó, hoàn lưu bão kết hợp với các không khí lạnh có thể gây ra mưa lớn kéo dài cho các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Đặc biệt, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có thể có mưa đặc biệt to, với tổng lượng mưa đạt trên 500mm trên một đợt. Theo đó, vùng núi các tỉnh Bắc Trung Bộ có nguy cơ cao xảy ra tiếp tục các đợt lũ quét và sạt lở đất. Thưa quý vị, cũng trong sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia cho biết không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay đã 54 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng và đã chữa khỏi cho 1.057 bệnh nhân. Tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn rất phức tạp, Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới. Tính đến sáng nay, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số ca mắc mới tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 551 ca. Đến hôm nay, Việt Nam đã bước sang ngày 54 không ghi nhận ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng. Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, với 8.831.449 ca nhiễm và 230.086 trường hợp tử vong. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 88.973 ca mắc COVID-19 và 906 người tử vong. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Mỹ ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong ngày. Thưa quý vị, theo chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Vũ Trọng Việt, về trách nhiệm quản lý về đào tạo, sát hạch,
cấp giấy phép lái xe thuộc thẩm quyền phân công của chính phủ, cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo tính khả thi, thuận lợi cho người dân và cải cách trong thủ tục hành chính. Về cần thiết ban hành luật, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tán thành với tờ trình của chính phủ về sự cần thiết ban hành luật giao thông đường bộ để tiếp tục thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng, cụ thể hóa quy định hiến pháp năm 2013, nội luật hóa các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam thành viên, qua đó sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe và chấp nhận pháp luật của người lái xe. Việc chuyển đổi này chỉ thay đổi về quyền quản lý, còn các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe đã được xã hội hóa vẫn tiếp tục hoạt động, không có sự thay đổi về vị trí, tổ chức, nhiệm vụ. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt nhấn mạnh, Ủy ban cho rằng đảm bảo an toàn quốc gia đường bộ có những nội dung đặc thù nên việc Quốc hội quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số bộ ngành liên quan trong dự thảo luật này là phù hợp, nhưng cần phải quy định đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với nội dung đặc thù và bảo đảm khả thi. Về trách nhiệm quản lý và đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe thuộc thẩm quyền phân công của chính phủ, cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo tính khả thi, thuận lợi cho người dân và cải cách thủ tục hành chính. Thưa quý vị, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước gửi tới Quốc hội khóa 14 về công tác kiểm toán năm 2020 cho thấy một loạt ngân hàng và chi nhánh ngân hàng tăng trưởng tín dụng vượt hạn mức được Ngân hàng Nhà nước cho phép. Trong đó, các ngân hàng như PVcombank, SCB vượt trần trên dưới 10.000 tỷ đồng. Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, một loạt ngân hàng đã vượt trần tín dụng cho phép. Cụ thể, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng PVcombank vượt trần 13.656 tỷ đồng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn 8.654 tỷ đồng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt 3.153 tỷ đồng, Ngân hàng Shinsanbank 132 tỷ đồng, Ngân hàng Mizuho Thành phố Hồ Chí Minh 192 tỷ đồng, Ngân hàng Busan chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 83 tỷ đồng, Ngân hàng Liên doanh Việt Nga 69 tỷ đồng. Ngoài báo cáo của Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra tồn tại trong hoạt động cơ cấu các ngân hàng không đồng. Trong đó đến tháng 9 năm 2020 vẫn chưa có các phương án cơ cấu khả thi được phê duyệt đối với 3 ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước mua bắt buộc, mặc dù tình hình tài chính của các ngân hàng này càng khó khăn. Về hoạt động mua bán, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra hoạt động mua bán nợ xấu theo giá thị trường của Công ty Quản lý Tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam còn hạn chế. Đến 31 tháng 12 năm 2019, tổng số nợ xấu mua bằng nguồn vốn không phải trái phiếu, đặc biệt là 3.599 tỷ đồng, chỉ chiếm 3,25%. Tổng số nợ mua bằng trái phiếu đặc biệt là 110.694 tỷ đồng. Đợt dịch mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho các tỉnh miền Trung. Mưa lũ lịch sử ở miền Trung đã khiến cho sách vở, tài liệu và đồ dùng học tập của nhiều học sinh bị hư hỏng nặng, không thể sử dụng. Trước tình hình trên, tạp chí Chất lượng và Cuộc sống tổ chức quyên góp nhằm kịp thời chăm lo, hỗ trợ cho các em học sinh miền Trung. Quý vị ủng hộ chuyển về tài khoản của tạp chí Chất lượng và Cuộc sống 1300 31100 1554 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thăng Long, Hà Nội, hoặc ủng hộ trực tiếp tại Tòa soạn Chất lượng và Cuộc sống số 214 ngõ 22 Tô Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tâm điểm chất lượng và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp mời quý vị gửi về Tòa soạn số 214 ngõ 22 Tô Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội, hoặc cơ quan đại diện phía Nam số 6264 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể liên hệ qua số hotline 024-357-47649 hoặc hòm thư chất lượng và cuộc sống a@gmail.com. Còn bây giờ xin kính chào quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương mục của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!